Xin hãy chào các bạn. Tình cờ hôm nay mình đi ngang Tuy Phước bạn, chợ Bồ Đề, gặp một cơn mưa lớn bạn. Thì cái chợ Bồ Đề này là có kế hoạch là người ta xây mới lại trong tháng 5 năm 2024 bạn. Nhưng mà hiện nay không biết vì sao mà hình như là người ta chưa xây mới lại. Để gặp cái cơn mưa lớn thì mình quay cái hình ảnh mưa của chợ Bồ Đề mới nha bạn. Mới là mới sau này á. Trước đây là nó nằm ở ngã tư Tuy Phước, nhưng mà bây giờ dời xuống đây là cũng cả 20 năm rồi bạn. Dời xuống vị trí đây 20 năm mà cái chợ đây nó cũng lâu rồi. Bây giờ nó xuống cấp rồi, bây giờ người ta đang chuẩn bị xây mới nhưng mà chưa triển khai được. Mình đi vòng vòng chợ đang mưa lớn mà, mưa lớn á. Mình là coi tình hình nước nôi dột giết nhà đây. Ồ, nước nhẹp đó rồi. Để coi có đi được không. Mình phải săn quần rồi. Đây nước rồi, nước chảy rồi. Đây, mình đứng đây là đang mấy chị em ở trong ở đây người ta cũng che chắn lung tung. Chợ xuống cấp lắm rồi. Là đi xem cái gì. Ủa, cái chỗ này nước như thác. Bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi bạn, mà ra chợ không thấy người, như người ta đi chợ sớm rồi. Đây là khu vực hải sản. Người ta đang dọn dẹp chứ còn như không có buôn bán. Qua bên đây thì đỡ hơn. Cái chỗ hải sản đó là cái chỗ mà không có mái, còn đây là trong cái nhà đây có mái à. Thì cái chỗ đây không thấy dột. Nhưng mà mấy cái cục sắt rồi là nó mục các bạn, có trụ là nó mục gãy cái dưới chân trụ rồi. Đây mình đi ra cái phía đây là có một cái nhà nữa, hình như hai tòa nhà mà. Còn đây là bán cơm, hồi nãy mình mới ghé ăn cơm bình dân đó bạn. Gặp trúng cái cơn mưa lớn, mình quay hình ảnh chợ Bồ Đề trong mưa. À, bây giờ bên đây cơm người ta cũng dẹp hết rồi bạn. Hồi nãy hỏi chị đó thì chị nói là người ta ăn cơm tầm 11 giờ. Mình vô 12 giờ rưỡi cũng hết đồ ăn rồi. Đây, che chắn đây. Ở ngoài phố đây là ngoài trời. Đây ra cái chỗ đi xe như không còn xe nữa. Hình như là bây giờ là như không phải cái giờ hoạt động của chợ. Đây ngoài cái cây. Ở phía ngoài cái cổng phía cái đường gì mình không biết cái tên rồi. Cái đường bên đó đường gì mình không rõ. Trong này là mình thấy một số các cái căn không biết là cái gì đây. Mưa quá mình cũng không đi về được bạn. Thôi mình cứ đi lòng vòng đi quay thêm được cái gì quay cho vui. Còn mấy cái quán đây hình như người ta bán buổi sáng giờ ta dẹp hết rồi. Mình đi tầm giờ là 12 giờ rưỡi. Giờ này chắc đây nè, bán chả cá gì rồi bán cơm gì đây thì dẹp hết rồi. Nhưng mà các bạn coi tình hình chợ Bồ Đề bây giờ nó xuống cấp. Đây trong đây có một cái số sạp gì trong đây nữa bạn. Cũng thấy buôn bán gì. Còn đây nè, thấy tôn mục hết rồi. Lũng luôn. Mấy cái sạp đây giải chiến bây giờ nó mục hết rồi. Ôi trời, trong này một đống rác luôn, quá trời luôn.
Nói chung là chợ đây xây mới sau này mà bây giờ nó xuống cấp nè. Chứ cái này người ta cũng xây mới để dời cái chợ trước 75 á, là ngay ngã tư á, người ta dời xuống đây. Trên mái kia thì mình thấy còn tốt mà, nhưng mà sao phía trong này nó mục hết rồi. Trong mấy cây sắt nó mục hết. Mà chợ ở đây người ta xây cũng lớn á cho bạn, xây lại cũng lớn lắm. Hình như là đúng là có hai tòa nhà, bên đây một cái, bên đây một cái, rồi hai tòa nhà. Nhưng mà bây giờ là chắc phải xây thêm nữa bạn, tại bây giờ là dân số phát triển đông rồi. Mà xây mới là không biết là người ta có xây lầu không. Thì thường là các chợ mà bây giờ xây lầu mình thấy là gần như trên lầu không hoạt động được rồi. Người ta hoạt động ở tầng trệt, như An Phú Thịnh mình này quan trọng ở tầng dưới. Rồi chợ Đập Đá bữa mình là lên tham quan thì thấy cũng nói chung là cũng chợ duy trì cũng vậy, là tầng dưới không, tầng trên buôn bán không được, người ta trả sạp lại hết. Thôi vài hình ảnh tham quan cho biết chợ Bồ Đề xây dựng mới nhưng mà đã 20 năm, hơn 20 năm rồi, chuẩn bị xây lại nha bạn, trong cơn mưa lớn mùa hạ. Xin chào các bạn.